Xin chào các bạn nha, mình Thanh Lương đây. Ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục một series ẩm thực đấy các bạn nhé. Đấy, đây các bạn thấy gì đây không? Đây là cua đồng các bạn ạ. Quê mình gọi là cua đồng đấy. Sáng nay mình nhờ với anh của mình đi hớt được bằng này cua các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ làm món cua rang sốt me các bạn nhé. Đấy, cua rang không để thiếu me được. Nếu các bạn thấy clip của mình hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để mình bật anh trai của mình nhá. Và bây giờ mình sẽ mang cua đi thực hiện luôn nhá. Đấy thì các bạn ơi, cua mình vừa rửa xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đi tách cái con cua này ra nhá. Đấy, mình phải tách đây gọi là cái răng của nó cho đỡ hôi. Đó. Ở quê mình trồng lúa nên là cua đồng này nó hay ở trong cái hang bò ấy các bạn ạ. Những cái con to này chỉ nấu canh thì ngon thôi, còn rang chắc là không ngon bằng cái con bé bé này các bạn ạ. Con này nó lon hơn, ăn nó ngon hơn các bạn. Đấy, ui, ngày xưa mình đi bắt cua lúc đấy mình chưa có kinh nghiệm các bạn, toàn bị cua cắp tay rồi. Giờ kinh nghiệm bao năm bắt cua đầy mình rồi nên là không sợ nữa. Đây các bạn ạ, mình đã làm xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ mang vào mình rửa một lần nữa cho nó sạch, xong rồi mình đi rang cua bạn nhá. Đây các bạn ạ, cua mình vừa rửa rồi này, đấy trắng ngần này. Đấy còn mình vừa nhảy được một ít gạch cua nhá, mình cho vào cho nó ngon ngọt. Đấy, đây là me mình đã lọc rồi này, tỏi mình băm rồi, còn đây là tương ớt với đường với lại tương cà các bạn ạ. Đấy, chảo dầu của mình được rồi. Bây giờ mình sẽ cho cua vào chiên nhé các bạn nhá. Đấy, vàng sộm luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi, vàng sộm nè. Đấy, hấp dẫn chưa? Mình ngồi ở đây khoái quá. Đấy, mình chiên cho nó vàng giòn đấy các bạn nhé, để tí mình làm sốt cho nó ngon. Các bạn ơi, nhìn ngon không? Đấy, bây giờ cua của mình giòn rồi nhá, vàng giòn rồi. Bây giờ mình vớt ra nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Là mình nhấy này cho nó róc dầu đi. Đấy, mình đổ ra đĩa này. Khoái quá. Ôi ôi, khoái. Cua chiên trong chảo. Đây các bạn ạ, đĩa cua mình vừa chiên xong rồi nhé. Bây giờ mình đi làm nước sốt. Đấy, đây là chảo dầu mình đã đặt lên rồi. Là chảo rồi các bạn. Giờ mình sẽ cho tỏi vào nhá. Mình chi tỏi lên. Mình chi tỏi lên thôi, mình cho bát gạch cua của mình này. Con cua ngon nhất là gạch cua các bạn. Bây giờ mình cho nước mắm vào nhá. Bây giờ mình cho me vào nhá. Mình cho ít ở bột lăng để cho nó tạo độ sệt các bạn ạ. Đó. Đấy các bạn ạ, các bạn thấy nước sốt của mình làm ngon không? Đây bây giờ mình sẽ thử nếm xem nó vừa vặn chưa nhá. Ngon lắm các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đổ đĩa cua này vào nhá. Đấy, mình sẽ đổ vào mình sốt lên. Cua sốt lên nha.
hấp dẫn chưa? Đấy, mình làm xong mình sẽ gọi mẹ mình ra thưởng thức các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho ít hành vào cho nó hấp dẫn. Đây. Bây giờ mình sẽ vớt ra cái đĩa này nhá. Wow, nước sốt của nó rất là hấp dẫn chưa các bạn? Của mình ok hết rồi. Đấy, mẹ mình đang mâm rau, mình gọi mẹ mình ra đây thưởng thức cái món của mình. Mẹ chào mọi người đi. Ba chào tất cả các cháu nhá. Đấy, mẹ mình chào. Đây các cháu ạ, con gái hôm nay làm đĩa cua rang cua sào me. Cua sốt me. Cua sốt me hả? Vâng. Thế à? Đây con mời mẹ thưởng thức nhá. Cua sốt me, cua sốt me các cháu ạ. Mẹ ăn cua mẹ cảm nhận nào, mẹ nói cho con và các bạn biết nhá. Rồi. Mẹ ăn đi. Nào, thế mẹ bà mời các cháu ăn với hai mẹ con nhà bà nhá. Con mẹ, ăn đi. Mẹ gấp con ạ. Con đây con này. Con này đầu đàn. Con đầu đàn. Con ăn đi các cháu ạ. Đó mẹ ăn xem có ngon không. Mình mời các bạn nhá. Đây là món cua sốt me của mình. Đó. Cua mình bắt giòn lắm các bạn ạ. Các cháu ạ. Con gái rang cua này ăn nó giòn rùm rụm. Ngon không mẹ? Ngon không? Ngon hơn cua sốt à? Ngon hơn cua gì nhỉ? Cua rang mẹ của mẹ à? Cua rang muối của mẹ không? Khác. Ăn nó khác vị cua rang muối. Mẹ có ngâm me chua các bạn. Có vị chua này, vị ngọt này. Giòn giòn, thơm thơm, giòn, béo. Thơm. Mẹ ăn ngon. Nhiều. Ngon, mẹ phải ăn nhiều nhá. Con mẹ ăn hết chỗ này. Chỗ này có đến 2 cân cua hả con? Gần 2 cân mẹ. Đây con đầu làn thứ hai. Con ăn con bé lắm. Mẹ ăn con bé thôi. Mẹ ơi, cua sốt me này ăn con bé ngon hơn mẹ nhỉ. Con cua này chỉ ăn được cái càng ăn càng thịt nó nhiều thịt các bạn. Con đang phải ăn cái đấy đi con đấy. Những con cua to như này nấu với rau con chua dọc mùng à, đậu hành à? Chua chua ngọt ngọt mặn mặn và quậy có ngay có vị dần dần bùi bùi mẹ nhỉ. Được ngon. Món này hôm nay đã trước mình ăn ở nhà bác rồi nên là đây là món này lần thứ hai mình ăn. Được, con gái mẹ được. Cháu tay đấy. Lấy được chồng mẹ. Con ăn mạnh lên. Con phải ăn hay cơm rồi. Ăn thưởng thức lấy mới còn mang về ăn cơm. Mang về tối ăn cơm. Ăn cơm. Cái món này mà cơm canh rau muống các cháu ạ. Chan vào và ăn cái món này được. Ngon lắm các bạn. Đúng. Nhất là mà các bác mà lại uống bia nữa. Ngon. Các bác trai. Uống bia chắc lại hết nửa thùng bia. Mẹ ăn tiếp con cua to này. Mẹ ăn ở sườn này có nhiều thịt ngon lắm. Cua này là cua đồng. Cua đồng các cháu ạ, cua đồng. Các bạn ạ, ngày xưa ấy nhà mình nghèo lắm nên là anh em mình toàn đi bắt cua về cho mẹ bán để lấy tiền đóng học các bạn. Nên là giờ có kinh nghiệm ăn cua nhỉ. Nhưng mà ăn hết con này thôi còn mang về tối ăn cơm con ạ. Vâng. Mang về tối ăn cơm. Cho ngan cho mẹ chưa? Ăn chưa? Con cho rồi. Ngoan các bạn. Cua sốt me.
Thôi con ạ, con ấy, con đi về mang về ăn cơm. Để hết con này thôi. Các bạn ơi, có lẽ mình dừng clip tại đây các bạn nhé. Nếu các bạn thấy clip của mình hay cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Để mình cố gắng mình bằng mèo. Các cháu ơi, cái món cua này chỉ mang về ăn với cơm thôi nhá. Chị, giờ con mấy mẹ về đây. Thì bà chào tất cả các cháu nhá. Mình chào mọi người nhá.